Chào các bạn, chào các bạn đến với Trung Nguyên TV. Đây hôm nay tin cực hot đấy các bạn nhá. Cái đây các bạn đang nhìn luôn ở ngoài này, 8 bao nhưng mà hôm nay hot ở cái gì, nó là cá koi mini các bạn nhá. Loại hôm nay chắc là 1.000, 5.000 một con thôi. Đấy, rất nhiều hóng, rất nhiều chờ đợi bao nhiêu lâu nay, rất nhiều khách đặt hàng. Đây, vừa lên xong. Đấy, 8 bao luôn các bạn nhé. Đây, hàng nhỏ nhỏ cũng nhiều màu. Đấy, giờ mình sẽ cho vào rồi đổ ra để quay cho các bạn xem chi tiết xem là hôm nay mini lên như nào. Cũng lâu ghê rồi, phải đến cái lô mà trái mùa kia, đến bây giờ nó phải đến tháng rưỡi rồi mới thêm được một lô mới này. Khi lô này có thì chắc chắn là sẽ tầm khoảng nửa tháng đến một tháng nữa là sẽ có lô tiếp theo. Đấy, còn hiện giờ lô này là lô đầu mùa nhất này. Để mà hết lô này rồi là cũng sẽ phải đợi ít nhất phải nửa tháng đến một tháng nữa thì sẽ có những lô tiếp theo các bạn nhé. Ôi ok, giờ mình sẽ cho ra để cho vào trong nhà để quay cho các bạn xem. Đây, cửa hàng mình nhá, địa chỉ 281 đường Lai Xá và mặt đường 32 các bạn nhé. Nhiều bạn đến tìm nhà lại cứ đi vào trong làng không khó đâu. Đấy, đường 32 là ngoài mặt đường. Hoặc các bạn gõ tìm ở bản đồ là cá cảnh Trung Nguyên hoặc là Trung Nguyên Koi Farm là sẽ ra địa chỉ tận nhà nhá. Đấy, ok, giờ mình sẽ đẩy cá vào nhà. Đây các bạn ơi, mình vừa đẩy được 7 bao rồi. Đây còn bao cuối cùng vào nữa là 8 bao này. Đấy, ok, đã xong đủ 8 bao. Và giờ mới là cái vấn đề là rất là vất đây. Bao nhiêu thì sẽ phải đủ ít nhất là 8 chậu để chứa cá. Lấy nốt hai bên kia ra đây. Hai, bốn, sáu, cả cái đấy nữa là 8 cái là đủ rồi. 8 là còn có khi là phải 8, nhưng mà 8 vấn đề là xong nó sẽ đầy, chậu nào cũng bị đầy. Nên tốt nhất là cứ khoảng 4 bao ra là cho làm quen nước, cho vào một cho nó nhanh. Ok, đấy, mình sẽ giờ mình quay để bóc bao ra cho các bạn xem nhé. Ok.
Đây các bạn ơi, cá đây, nhúc nhúc đây, như giỏi, bé, đầu đũa. Và thông báo cái hàng này là đều là 1.000 một em tất cho các bạn nhé. Đấy, cũng rất là nhiều màu luôn. Cá này màu nó chưa lên hết màu. Rất nhiều. Đấy. Nhưng mà mình cũng thông báo luôn là cái đơn 1.000 một con. Vì đơn bên nhà mình ấy tối thiểu là 300k trở lên mình mới ship. Các bạn phải mua tối thiểu là 300 con trở lên thì mình mới ship tỉnh nhá. Còn các bạn đến cửa hàng có thể mua 10 con 20 con thì vẫn thoải mái. Đấy, ok. Bên đây là mình mới cho 4 bao ra trước rồi. Thì mấy chậu cái bé nó cho vào sẽ tràn hết cá ra, kia còn 4 bao nữa. Đây giờ đang cho nó làm quen nước rồi, sẽ cho cá vào trong. Còn nước là nhiệt độ trong bể này với nhiệt độ trong chậu này, nhiệt độ chênh nhau rất là nhiều. Đấy, xong mình sẽ cho ra bể rồi mình quay cả bể cho các bạn xem nhé. Đấy, còn cá thì về chi tiết cá đấy mình vừa bắt lên tay đấy, thì cả một lô thì nó đều như vậy hết, nên là lô nó như nhau hết. Đấy, các bạn xem chi tiết đấy. Đấy, rất nhiều luôn. Mà cá đấy, rất nhiều màu nha. Tí nữa lô này ấy, xong là sẽ làm cái clip tắm cùng coi cho nó rỉa người, sướng nó massage. Coi bé này nó rất là dạng người các bạn, cho các bạn khi nó quen rồi các bạn chỉ thả tay xuống là nó đến nó rỉa tay rửa chân luôn. Trước mình làm một cái video là massage chân đấy bằng cá coi rồi đấy, rất thích luôn. Thôi giờ sẽ cho làm quen rồi mình sẽ thả vào bể trước cho nó đỡ ngạt các bạn, vì số lượng cá nó nhiều quá nhá. Các bạn ơi, mình vừa cho hết 4 bao nữa ra rồi. Đấy là tổng là 8 bao. Đấy. Và kia thả vào bể đây rồi đây. Ơi. Nhìn như một rừng cây. À, một thảm cỏ nhìn. Rất nhiều nha các bạn nhá. Nhưng mà nhiều như này thực sự là mình cũng bán thì trong vòng chắc phút mốt là hết rồi các bạn. Với những cái lô hàng bé, hàng hot như thế này mà lại đầu mùa, mà mình chắc chắn là chắc là duy nhất bên mình mới có hàng này thôi hiện tại bây giờ. Còn vào mùa mini của nó thì rất nhiều người có, nhưng mà để mà làm số lượng lớn mà làm mạnh như mình thì chắc là rất là ít người có thể là lên một phát 8 bao như mình. Đấy là mình chắc chắn luôn, giỏi lắm thì lên được 1-2 bao là cùng. Đấy, mình làm quen nước nốt rồi mình sẽ cho nốt ra bể. Đây các bạn nhìn vừa nãy 4 bao vào đây nhá. Đấy, như một thẳng nguyên mênh mông, bát ngát. Đấy. Thì nữa 4 bao nước vào nốt là cái góc này là cũng đen nốt. Nhìn rất là được phê. Nhìn công nhận phê thật. Thả mini này có cái hay của mini, nhìn hay không? Nhìn được bơi cứ thành đàn nhìn. Ra mắt quá đa luôn.
đã hoàn thành xong các bạn. Hôm nay quay video chắc nó hơi dài một chút, nhưng mà đấy để quay cho các bạn khám phá đã đời luôn về một lô coin mini. Đây, nhỏ tí tí này. Ôi bơi hết ra ngoài rồi. Màu sắc nó rất là đẹp đấy các bạn. Bởi vì cá bé này ấy, hầu như là để mà lọc được cá bé này thì không lọc được. Nó còn màu nó còn lên làm sao được. Nên là các bạn mà nuôi về thả ao sau lớn lên lọc lại thì cá đẹp tỷ lệ rất là nhiều. Ui giời, bơi mượt. Cá lại rất là khỏe luôn các bạn. Đấy, những lô mini trước mình đăng quay đấy, tỷ lệ chết nó rất là nhiều. Lô này tỷ lệ chết hầu như là lắc đắc 1-2 con đó các bạn. Đây, một rừng. Đấy, nhung nhúc luôn. Đấy, các bạn nào thỏa sức đam mê về cá coi mini nhá, xem đã đời luôn. Tại vì ngoài ở đây ra các bạn được xem như thế này, rõ nước trong vắt, được xem cả đàn như thế này, còn chẳng chỗ nào các bạn có thể xem được. Đấy là điều chắc chắn luôn. Bơi khỏe chưa? Quá khỏe luôn. Đây, lội vào để tối này thôi. Đây các bạn nhìn này, độ dày của cá này. Mà cũng không cần đến tối, các bạn thả vào đây nó đã bắt đầu nó bơi, nó rỉa chân mình ở đây. Cái này mà nằm ra đây phát thì nó rỉa cho mát xa người đã cực luôn. Thì cái độ dày của cá này, trôi này. Phê quá, lội vào trong này nó cứ lao vào chân mình xuống lắm. Nhiều con nó quay vào nó rỉa chân rồi. Nên cá bé này nuôi nó rất là dạng. Quay ra đây ấy, thì các bạn nhìn thấy cái màu nó hầu như một màu. Bởi vì những con mà màu tối tối nó lẫn với cái màu bể này rất không nhìn thấy. Còn như lúc mình ấy, mình quay bốc lên tay ấy, các màu luôn, rất nhiều màu nha các bạn nhé. Chứ không phải là nguyên một màu như này đâu. Này mà dẫm mạnh phát là đi hết cá. Nhìn này, ui dồi, cái độ dày của ấy này. Đấy. Đây, rìa chân này. Buồn. Đây là mới cho vào bể đấy. Chứ còn cho khi nó đã quen bể rồi nó rỉa chân ghê lắm. Thôi ok. Đấy, mình kết thúc video rồi các bạn. Quay như vậy là quá dài rồi, chẳng có nhiều bạn xem. Nó lại thành nhàn quá. Vừa dẫm phát còn. Đấy. Rất là đã luôn các bạn. Lâu lắm mới có lô như này. Đấy, các bạn thấy video mình hay đừng tiếp một like, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ngay bên cạnh để nhận video mới nhất các bạn nhé. Ok. Đấy, còn các bạn nào đặt hàng ấy thì nhắn tin inbox vào Facebook hoặc Zalo giúp mình. Nhắn thì bao gồm này, tên này, người nhận này, địa chỉ cụ thể và số điện thoại luôn. Nếu các bạn ở các huyện mà ở tỉnh ấy, trung tâm tỉnh thì mình có thể gửi xe về vô tư, nhưng về các huyện thì các bạn phải lấy được số điện thoại xe về chỗ các bạn thì mình mới gửi được xe về đúng về chỗ các bạn. Còn không có thì mình chịu đâu, không gửi được. Nên là đấy, trước khi các bạn đặt hàng thì các bạn cứ liên hệ xe trước đi cho đỡ mất công. Thì bên mình làm việc làm sao càng nhanh càng gọn càng tốt. Nên các bạn đừng nghĩ là đặt hàng nó phức tạp quá các bạn ạ. Đấy, mình chỉ muốn làm sao nhanh gọn nhất, giải quyết một đơn hàng đi nhanh. Thì một ngày mà nó giải quyết quá nhiều đơn nó sẽ bị chồng chéo lên nhau. Và mình lưu ý với các bạn nữa là các bạn nào mà nhắn tin mà thấy bên mình nhắc đặt hàng rồi mà không thấy nhắn lại nó kia ấy, có nghĩa là bên mình đang bị trôi mất cái tin của các bạn. Vì một ngày trên Facebook với Zalo nó quá nhiều khách đặt ấy thì mình cũng không tìm lại được cái tên của các bạn ấy.
có thể nhớ nhưng mà tìm lại không thể tìm thấy. Hoặc là nhiều bạn thì đổi tên nữa thì mình ghi ra sổ mình cũng không thể nào tìm lại được. Đấy, cho số điện thoại như số đấy cũng không phải là số mà đăng ký trên Zalo thì mình cũng không thể tìm được. Nên là các bạn nào mà thấy bên mình không liên hệ lại mà không thấy liên hệ để giao hàng ấy thì các bạn hãy nhắn tin lại hỏi giúp mình nhá. Đấy, không lại bảo là đặt hàng xong lại không thấy gì. Đấy là mình phải nói trước như vậy để cho các bạn hiểu và thông cảm cho bên mình. Đấy, còn các bạn nào mà thấy nhắn tin hỏi mà vẫn chưa thấy trả lời thì các bạn cũng hãy hỏi lại về cá giúp mình. Rồi một ngày nếu mà một lô mini mà lên như thế này thì sẽ mình đăng xong thì đảm bảo luôn là tin nhắn điện thoại liên tục. Đấy, mình nói ra chia sẻ để các bạn hiểu và thông cảm cho mình về những cái vấn đề đấy. Vì sẽ gặp rất nhiều trường hợp như thế chứ không phải là ít. Rồi, ok. Bye bye các bạn nhé.